chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món panna cotta. Vì thời tiết cũng khá là bắt đầu nóng lên rồi thì mình nghĩ là một món tráng miệng mát và lạnh thì sẽ làm cho cuối tuần của bạn vui hơn. Panna cotta thì theo tiếng Ý có nghĩa là kem nấu, và đây cũng là món tráng miệng rất là đặc biệt của người Ý. Nguyên liệu để làm món tráng miệng này thì đầu tiên gồm có 200ml sữa tươi, 50ml whipping cream, kem tươi, 30g đường, một chút vanilla và khoảng 2 lá gelatin. Gelatin thì đầu tiên mình sẽ ngâm nước. Gelatin thì lúc nào cũng cần phải ngâm nở. Trước khi bạn làm bất kỳ công thức nào thì nên ngâm gelatin trước. Đúng như cái tên, panna cotta có nghĩa là kem nóng, kem nấu. Thì đầu tiên thì mình sẽ đổ sữa và whipping vào để đun nóng lên. Nên đun lăn tăn đến khi sôi nhẹ, không nên đun sôi quá, vì kem sữa sôi quá sẽ làm mất đi lớp màng dinh dưỡng rất là quý trong sữa. Đây là một món tráng miệng rất là đặc biệt của người Ý, có rất là nhiều không, không bột, không trứng, không bơ, không dùng lò nướng, không tốn quá nhiều thời gian, nhưng mà thành quả thì lại rất là đáng thử, mềm mượt, mát, không cứng như thạch mà lại không quá mềm như kem, rất là dễ chịu, mát và sẽ tan nhẹ ở trong miệng của bạn, rất là đáng thử. Đây là công thức panna cotta cơ bản nhất. Chỉ là panna cotta với thêm một chút vani để tăng thêm hương vị. Với công thức panna cotta này thì bạn có thể ăn kèm với các loại sốt, sốt sô-cô-la hoặc sốt hoa quả, và có thể kết hợp được với rất là nhiều hoa quả đi kèm khác. Còn ngoài ra thì ở Ý thì cũng với công thức liều lượng như thế này thì bạn có thể cho thêm một ít bột cacao, một ít bột trà xanh, chocolate để làm panna cotta có nhiều màu sắc và hương vị hơn. Cho thêm 30g đường vào để đường hòa quyện cùng với kem và sữa. Bạn có thể làm panna cotta ra những lọ thủy tinh nhỏ nhỏ để ăn trực tiếp. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng những chiếc khuôn nhỏ như thế này để có thể úp ngược ra đĩa và phủ sốt lên trên sẽ rất là xinh. Lần trước thì chúng mình có làm sốt tôm tằm từ những công thức livestream lần trước, thì ngày mai thì mình sẽ phủ chính sốt tôm tằm đấy lên món panna cotta này để được một món tráng miệng đẳng cấp nhà hàng. Hôm trước mình cũng làm mứt dâu tây. Mứt dâu có thể cho lên. Cố gắng khuấy đều để đường tan và sữa không bị quá sôi và tạo nên bị trào. Đây, gelatin thì ở trời nóng thì mềm rất là nhanh. Một chút nữa. Đến khi sữa bắt đầu lăn tăn sôi nhẹ và gelatin cũng đã mềm thì mình sẽ cho gelatin vào sữa để đun cho gelatin chảy. Cố gắng quấy đều để gelatin không còn bị lợn cợn. Nếu mà còn gelatin bị lợn cợn thì lúc ăn thì bạn sẽ
cắn phải những cái miếng giống như là thạch ấy, thì nó sẽ làm mất ngon. Thì nên quấy đều đến khi cảm thấy gelatin tan hết. Hoặc là bạn có thể, nếu cẩn thận hơn thì có thể lọc qua một cái dây. Nó vẫn còn nguyên nhỏ. Bắt đầu thấy mùi ngậy. Rất là thơm. Rồi, tắt bếp, mình cho thêm một chút vani vào. Mình dùng khoảng 1/2 teaspoon, chỉ một chút nhỏ để tăng thêm hương vị thôi. Các bạn hỏi chảo và cái whisk phới lồng các bạn có bán không hay mua ở đâu? Tất cả các dụng cụ này thì đều có bán ở Kitchen Lab, của cửa hàng ở 221 Giảng Võ, hoặc là bạn có thể inbox fanpage để đặt mua luôn, thì chúng mình có giao hàng tận nơi, hoặc là store.kitchenlab.vn. Rồi, đây là hỗn hợp panna cotta. Bây giờ chỉ cần đổ vào những chiếc khuôn. Sau khi nguội thì sẽ để vào tủ lạnh. Tốt nhất là để khoảng ít nhất là 4 tiếng hoặc là qua đêm, đến khi panna cotta đông, đặc lại. Bạn có thể lấy ra bằng cách ngâm khuôn này vào nước nóng và úp ngược ra để lấy ra dễ dàng hơn. Chúng ta rất là nhanh, chắc là làm chưa đến 10 phút. Bạn có thể chuẩn bị từ hôm nay đến ngày mai cuối tuần, dù bạn bè đến nhà chơi hoặc là ăn cùng với gia đình, làm món tráng miệng sau buổi tối, sau bữa cơm tối chẳng hạn, đều rất là hợp. Nên một công thức này sẽ làm được khoảng 4 chiếc. Vậy thôi. Thế là mình đã hoàn thành xong món panna cotta. Ngày mai khi mà panna cotta đông thì chúng mình sẽ có công thức đăng trên Kitchen Lab. Thì các bạn nếu hôm nay chưa kịp xem thì có thể xem lại kỹ công thức về liều lượng và hướng dẫn cụ thể trong trong công thức ngày mai của mình sẽ post. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sẽ thành công với món tráng miệng mát lạnh này. Xin chào.